Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em công nghệ 8 sẽ kết nối tri thức cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Thầy Liêm các em phải dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ bài ôn tập chương 1 trang 32 sẽ kết nối tri thức cuộc sống. Và chương 1, ôn tập chương 1 mình sẽ ôn về vẽ kỹ thuật. Như vậy mình sẽ có một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật gồm có khổ giấy, tỷ lệ, nét vẽ và ghi kích thước. Bản vẽ kỹ thuật sẽ gồm có bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp và bản vẽ nhà. Chúng ta đã học bản vẽ này. Hình chiếu vuông góc thì mình thấy là có các phương pháp các hình chiếu vuông góc, hình chiếu vuông góc của các khối đa diện, hình chiếu vuông góc của các khối chồng xây và hình chiếu vuông góc của các vật thể đơn giản. Thì các em đã học hết rồi. Được này. Hôm nay mình chỉ ôn tập lần hai. Giờ chưa hết tiếp theo mình sẽ trả lời câu hỏi ôn tập. Câu hỏi số 1. Nêu đặc điểm của các hình chiếu của hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ tam giác đều và hình chớp tứ giác đều. Thì mình quan sát hình hộp chữ nhật thì mình thấy là nếu mình các em hình chiếu đứng thì chiếu có từ trước tới thì mình thấy nó sẽ có một dạng hình chữ nhật thôi. Hình chiếu bằng chiếu từ trên xuống cũng là một hình chữ nhật và hình chiếu cạnh chiếu từ trái qua thì cũng sẽ là hình chữ nhật. Như ba hình chiếu của hình hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật hết. Còn tiếp theo là hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều. Hình lăng trụ tam giác đều có nghĩa mình thấy là chiếu từ trước tới thì mình sẽ thấy được cái hình phía sau này, hình chữ nhật phía sau. Được này. Giờ tiếp theo là hình chiếu bằng chiếu từ trên xuống thì sẽ dạng là hình tam giác đều. Hình chiếu cạnh chiếu từ trái qua thì mình thấy được cái mặt này cũng là dạng hình chữ nhật thôi. Được này. Còn đối với hình chiếu của hình chớp tứ giác đều thì các em nhớ là hình chớp tứ giác đều sẽ là đáy sẽ là một hình vuông và bốn mặt xung quanh đều là các tam giác. Như mà sẽ có hình chiếu đứng chiếu từ đây vào thì sẽ là hình tam giác đều thôi. Hình chiếu cạnh cũng là tam giác đều, hình chiếu từ trên xuống là hình chiếu bằng sẽ là hình dạng hình vuông. Đúng này. Giờ như vậy là câu số 1 các em trả lời như sau: các hình chiếu của hình hộp chữ nhật là các hình chữ nhật, các hình chiếu của hình lăng trụ đứng, hình lăng trụ tam giác đều, hình chiếu đứng của hình chiếu cạnh là hình chữ nhật, còn hình chiếu bằng là tam giác đều. Các hình chiếu của hình hộp của hình chớp tứ giác đều, hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là tam giác đều, hình chiếu bằng sẽ là hình vuông. Đúng này. Giờ trả lời xong câu số 1, mình sẽ đến câu số 2. Câu số 1 các em ghi chữ vô là được nha, không cần vẽ hình nha. Vì những hình này mình đã học rồi. Tiếp theo là câu số 2, đối với khối đa diện đều cần bao nhiêu hình chiếu để đủ diễn tả hình dạng và kích thước? Thì mình thấy đối với những khối đa diện đều như là hình hộp chữ nhật, cân bằng hình lăng trụ đứng chưa, hình lăng trụ tam giác đều hay hình chụp tứ giác đều thì cũng giống nhau thôi, mình cần ba hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. Như nên mình sẽ trả lời câu hỏi như sau: như vậy đối với khối đa diện đều thì cần ba hình chiếu để đủ biểu diễn hình dạng và kích thước của nó. Giờ trả lời xong câu số 2 mình sẽ đến câu số 3. Tiếp theo là câu số 3, nêu đặc điểm của các hình chiếu của hình trụ, hình nón và hình cầu. Thì mình thấy là hình trụ sẽ có hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh sẽ là hình chữ nhật, còn hình chiếu bằng sẽ là hình tròn. Còn hình nón thì mình thấy là hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là hình tam giác, còn hình chiếu bằng sẽ là hình hình tròn. Còn hình cầu thì hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh đều là hình đường tròn hết. Đúng rồi. Như vậy câu này các em trả lời như sao? Đặc điểm của các hình chiếu hình trụ có hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh là hình chữ nhật, hình chiếu bằng sẽ là hình tròn. Còn hình nón sẽ có hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là hình tam giác và hình chiếu bằng sẽ là hình tròn. Hình cầu thì cả ba hình chiếu đứng bằng cạnh là hình tròn có cùng đường kính nhé. Giờ trả lời xong câu số 3 mình sẽ đến câu số 4.
Tiếp theo là cái số ấm để biểu diễn một khối tròn xoay cần bao nhiêu hình chiếu, thì mình thấy khối tròn xoay giống như là khối nóng này kia đó, như hình trụ, hình nóng, hình cầu chính là các khối tròn xoay, thì mình thấy là cũng cần ba hình chiếu ha, hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. Đúng này. Như vậy để biểu diễn một khối tròn xoay cần ba hình chiếu là hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh nhé. Trả lời xong câu số 4 mình sẽ đến câu số 5 được. Tiếp theo là câu số 5, nêu các bước vẽ hình chiếu vuông góc của bậc hệ. Giờ như mình sẽ nêu các bước để mình có thể vẽ được hình chiếu vuông góc bậc hệ. Bước thứ nhất thì phân tích bậc hệ thành các khối hệ khối đơn diện. Chọn các hướng chiếu. Bước 3, vẽ các hình chiếu của các bộ phận bậc hệ bằng cái nét liền mạch. Bước 4 thì hoàn thiện cái nét vẽ và ghi kích thước là được. Giờ trả lời xong câu số 5, mình sẽ đến câu số 6. Như vậy trước hết mình phải phân tích được bậc hệ thành các hệ khối đơn diện. Ví dụ hình hộp chữ nhật thì mình thấy là các mặt đều là hình chữ nhật. Đúng không? Nên hình chiếu của nó sẽ là hình chữ nhật. Sau đó chọn hướng chiếu sao cho mình có thể dễ vẽ nhất, dễ nhất. Đúng không? Vẽ các hình chiếu bằng cái nét liền mạch sau đó hoàn thiện và ghi kích thước. Tiếp theo là câu số 6, nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết. Như vậy là trình tự đọc bản vẽ chi tiết thì mình phải đọc phần khung tên trước, sau đó hình biểu diễn, kích thước, giờ đến yêu cầu kỹ thuật. Giờ trả lời xong câu số 6, mình sẽ đến câu số 7. Tiếp theo là câu số 7, nêu cách đọc bản vẽ chi tiết để hiểu hình dáng của chi tiết. Như vậy để mình hiểu được hình dáng của chi tiết thì mình phải xem các hình biểu diễn. Gồm có tên gọi hình chiếu, các hình biểu diễn khác nếu có. Kích thước thì mình sẽ có kích thước chưa, kích thước chung của chi tiết và kích thước các thành phần của chi tiết luôn. Giờ trả lời xong câu số 7, mình sẽ đến câu số 8. Tiếp theo là câu số 8, nêu trình tự đọc bản vẽ lắp. Giờ như vậy là trình tự đọc bản vẽ lắp thì mình phải đọc phần khung tên trước, sau đó mình sẽ đọc bảng kê, hình biểu diễn, kích thước và phân tích các chi tiết và sau đó tập hợp lại. Giờ trả lời xong câu số 8, mình sẽ đến câu số 9. Tiếp theo là câu số 9, trình tự đọc bản vẽ nhà. Thì mình hát bản vẽ nhà mình phải đọc vòng khung tên, hình biểu diễn, kích thước và các bộ phận thôi. Đúng này. Giờ như vậy trình tự đọc bản vẽ nhà mình phải đọc phần khung tên, hình biểu diễn, kích thước và các bộ phận. Giờ như là mình xong câu chơi số 9, mình sẽ đến câu số 10. Giờ tiếp theo là câu số 10, người ta kêu mình vẽ ba hình chiếu cơ bản của chi tiết 1 và 2, bạn vẽ lắp bộ giá đỡ
Hình 4.8, mỗi chi tiết trình bày trên khổ giấy A4 có ghi kích thước khuôn mặt vẽ và hình tên. Như vậy ở đây mình sẽ có hình 4.8 là bản vẽ lắp bộ giá đỡ, thì đây là bản vẽ lắp đúng này. Thì trong bản vẽ lắp này sẽ gồm có hai chi tiết là trục và giá đỡ. Ở đây mình sẽ tách chia làm hai cái bản vẽ. Một cái bản vẽ để chứa chi tiết 1, bản vẽ 2 chứa chi tiết 2. Như vậy nếu mà các em sẽ làm bản vẽ 1 chi tiết 1 trước thì mình sẽ cái phần tên thì mình sẽ để tên chi tiết 1 ở đây sẽ là giá đỡ thôi, bỏ chữ bộ này. Giờ như vậy mình sẽ quan sát hình 4.8 bản vẽ lắp bộ giá đỡ. Thì trong bộ bản vẽ này mình thấy là có hai chi tiết 1 chính là giá đỡ, chi tiết 2 chính là trục, đúng không? Như vậy là các em sẽ tách làm hai bản vẽ. Bản vẽ thứ nhất thì các em sẽ ghi ở đây sẽ là giá đỡ và các em sẽ bỏ cái bảng chi tiết này đi, để chữ giá đỡ thôi. Thì các em sẽ vẽ hai cái giá đỡ này, chiêu đứng các em vẽ hai giá đỡ này, bỏ cái này ra đi. Giờ còn đây là hình chiếu đứng thì các em vẽ hai chi tiết này, bỏ chi tiết này đi. Còn hình chiếu bàn các em vẽ hai chi tiết này, bỏ chi tiết này đi. Còn hình chiếu cạnh thì các em sẽ bỏ cái hai cái vòng tròn này đi, vẽ cái ngoài thôi, bỏ hai vòng tròn đi. Thì đó với chi tiết 1. Còn chi tiết 2 thì mình sẽ để ở đây chính là trục, đúng không? Hai giá đỡ bằng trục. Giờ mình sẽ vẽ hình chiếu đứng là cái này này, hình chiếu bằng là hình này, và hình chiếu cạnh thì các em sẽ vẽ hai cái vòng tròn này, bên trong này không có gì cái khúc ngoài, đúng không? Như vậy từ cái hình này sẽ tách làm hai là được thôi, đúng không? Giờ câu số 10 các em sẽ tự tách ra nhé, người ta vẽ chung các em sẽ tách ra, đúng không? Làm hai bản vẽ một thì các em vẽ hai cái trục này, hai cái giá đỡ này này, đúng này. Giờ hai cái giá đỡ này, giờ về cái vòng ngoài không có về hai vòng tròn. Còn chi tiết hai là trục thì các em vẽ trục này, giờ hai cái vòng tròn này là được. Giờ như là phần câu số 10 các em sẽ tự tách ra. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì thì cũng thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.